Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng tủ sách chi bộ và 10 phần học bổng cho trẻ em nghèo tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng tủ sách cho chi bộ ấp Bào Sôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Tủ sách gần 300 đầu sách tư liệu liên quan đến công tác Đảng, lịch sử Việt Nam, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tôn giáo, giáo dục, pháp luật và các lĩnh vực khác với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Dịp này 10 trẻ em nghèo hiếu học của xã cũng được trao học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Kinh phí trao tặng tủ sách chi bộ và học bổng do các đảng viên trong Đảng bộ đóng góp. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022 của Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua cái phong trào này, nó phát động cái tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong địa bàn dân cư cũng như đảng viên các cơ quan hành chính nhà nước để tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới với những cái công trình phần việc cụ thể, để qua đó góp phần tạo cái động lực cũng như là hỗ trợ các cái địa bàn nông thôn, các địa bàn còn khó khăn. Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân tỉnh chúng tôi rất là chia sẻ với những cái khó khăn và những cái vướng mắc của địa phương. Đây là món quà gọi là món quà kiến thức để nhờ các đồng chí ở địa phương đọc, hướng dẫn và truyền đạt chính sách pháp luật của nhà nước đối với bà con địa phương. Món quà hết sức ý nghĩa, qua đó góp phần nâng cao dân trí rồi nâng cao cái phong trào khuyến học khuyến tài ở đây. Dịp này, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh còn phối hợp với đảng viên, đoàn viên thanh niên xã Tân Lâm tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà văn hóa đồng bào dân tộc tại ấp Bào Hàm.